Hello, chào tất cả các bác nhá. Bảo Lâm bây giờ bên em mới có thêm được một chiếc xe lướt các bác ạ. Con này là con Gian XTC 800 Plus phiên bản 2023. Thì 800 thôi các bác nhé, không phải 800 Plus. Các bác sẽ thấy được rằng là 800 đời 2023 nó mới có cái kiểu sơn sơn vân rắn này các bác ạ. Sơn kiểu như này này. Rất là đẹp, rất là lạ, các bác nhìn chưa? Và lôm la gọi là sơn này, sơn chống xước nữa, tại vì có xước thì mình chả nhìn ra được đấy. Màu xanh dương nha các bác nhá, đây có màu xanh dương rất là đẹp. Về tổng thể xe thì em thấy rất là ok, không có bị sao cả đó, rất là ok. Xe này mới, anh em mới mua thôi, mới mua hôm qua mới đổi bên em sang con Java Fuco, thì để lại con này đổi sang dòng tay cong để đi đó. Màu xanh dương size M các bác nhá, đời 2023. Thì con này mới của nó thì là nó mà em nhớ không nhầm giá limit của nó 17 triệu rưỡi hay là 17 triệu tư gì đấy, em không nhớ lắm đó. Đặc điểm thì con này đã được nâng cấp hub poser rồi các bác này, bộ hub poser trước và sau, bộ hub này gần 2 triệu rồi đó, nó nâng lên cái giá xe cũng khá là lên là cao. Lắp thêm cả chân chống gian này, chân chống gian chính hãng nhé, bắt trực tiếp vào đây luôn, khít khít đó, chân chống gian chính hãng và cả đôi vidan nữa, nhưng đôi vidan em tháo rồi để trong cửa hàng cho nó gọn, nó không bị va đập vào các xe khác đó. Tay lắm tất cả zin hết trừ cái phần hấp thôi, hấp thì anh ấy nâng cấp lên. Và cái phần tay phanh này có bọc thêm một lớp cao su màu xanh này để nhìn cho nó đẹp, nó nhìn cho nó đấy vào xe rất là ok. Xe M các bác nhá, đi sơ lược qua một chút về cấu hình của nó thì em này sử dụng cuộc hơi của gian này, hơi của gian các bác nhé, có cái khóa bấm trực tiếp ở trên đây luôn, khóa mở ở đây luôn đó, trực tiếp trên đây. Cặp bánh này là cặp bánh 275, các cái đầu van trước và van sau cũng làm thêm một điểm nhấn là van màu xanh đấy, nhìn rất là đẹp đó. Size 275, hấp hô dơ trước sau này, hấp này là hấp lổ đó bác nhá, chứ không phải là hấp, tức là nó sẽ vừa trớn và vừa lổ hơn. Về bộ chuyển động thì con này sử dụng cùi đề của Shimano M6000, gạt đĩa M6000, tay bấm Shimano M6000 này đó. Tất cả đều hoạt động bình thường, không có bị sao cả. Đặc lỗi nhất của cái con này thì nó là cái sơn sơn vân đá này thôi đó, lỗi nhất của xe luôn đó, nhìn này rất là hay. Cái màu sơn này cũng rất là khó, lên được hấp cô dơ rồi rất là ok đúng không các bác. Thì tính ra là con này cũng gần 20 rồi các bác. Đây, tất cả mọi thứ vẫn là bình thường, clip vẫn còn trắng nguyên. Về độ mòn, hao mòn thì là gần như là không đáng kể. Đó, bên em cũng đã kiểm tra rất là kỹ. Đấy thì là giá của em nó là bao nhiêu thì là để cho anh em ở xa hoặc là ở gần có thể lắm được và đến cửa hàng để xem. Để quay chi tiết, cố gắng quay chi tiết nhất có thể cho các bác xem. Đó, rất là ok. Đây, mã vạch này, quy giờ này còn chưa bóc này, size M này, đây size M, đó 27.5 XTC, trên đây là chữ XTC đời 2023. Đó, thì giá của em nó là 13.300.000 nha các bác nhé, 13.300.000. Nếu các bác nào mà cảm thấy hợp với con này có thể liên hệ ngay cho shop theo số điện thoại là 070 5678 567. Shop sẽ cần gì thêm thì shop sẽ tư vấn thêm cho các bác. Rồi em xin kết video tại đây nhé.